Quanh nhà bố mình trồng rất là nhiều thuốc. Này mình giới thiệu các bạn, đây là dây bắc kích nè, cái lá nó đây nè. Xin mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nhá. Hôm nay ông bà nội có hai thằng cháu trai về đây ăn cơm làm hơi nhiều món ăn đấy. Hôm nay ba chú cháu tấn công về ăn cơm nhá. Bà nội có món gì đãi không? Nhặt nốt nữa rồi đây. Tuấn Anh lại đây lấy cả tiền đi mua cà chua về sốt cá. Tuấn Anh à, đây đi mua cà chua mới mua ít hành mùi nhá. Thôi thì chi la nữa. Đây là cây thanh long nhá các bạn nhá, nó ra một đợt quả nhiều nhưng mà hái sắp hết rồi, cái này ra sau. Giới thiệu mọi người đây là kho thuốc nhá, bố mình làm thuốc người thuốc nam nhá các bạn nhá. Đấy, có nhiều loại thuốc lắm, chữa được rất là nhiều bệnh. Cái này các bạn này, thuốc thái ra phơi khô xong rồi cho vào đóng túi thế này. Bố mình có thể chữa được rất là nhiều bệnh như gan, thận sỏi mật các thứ đấy, dạ dày, bệnh trĩ các thứ các bạn ạ. Đây này các bạn, đây cũng là cây thuốc nha. Cây thuốc này bố mình đào từ rừng về đây trồng nha các bạn nhé. Đấy, xung quanh nhà bố mình trồng rất là nhiều thuốc. Mỗi cây nó có một cây vị thuốc riêng nha các bạn nhé. Đây này các bạn này, cái cây này thì thường thường là nó hay mọc ở các khe suối này các bạn này. Bố mình lấy về trồng cũng sống hết đây này các bạn. Những cái cây này chỉ có khe suối ở rừng thì mới có đấy nhá các bạn nhá. Đây còn đây là hoa của nó này các bạn này. Đấy, mình giới thiệu qua các bạn biết nhá. Đây này các bạn này, đây cũng là cây thuốc nhá, cũng đào từ trong rừng về đây trồng nhá các bạn nhá. Bố mình chữa được nhiều bệnh lắm, kể cả rắn cắn các thứ mà người ở gần ấy, thường thường thì dân ở đây cứ người ta cũng lấy nhiều. Hay là bó xương chân xương tay đó. Thì người ở xa thì khó thôi, còn người ở gần ấy thì đến lấy thuốc bó chỉ khoảng 15 ngày là gãy xương chân xương tay gì cũng bó được hết nhé các bạn nhé. Đấy, quanh đây thì trồng nhiều thuốc lắm. Mỗi cây nó có một vị khác nhau các bạn ạ. Ai mà có nhu cầu cần thuốc gì thì cứ liên hệ cho mình nhá. Để mình bảo bố mình lấy cho. Đây này các bạn này, mình giới thiệu các bạn, đây là dây bắc kích này, cái lá nó đây này. Đấy. Đây là đây cái lá của nó đây. Đây là dây bắc kích nhá các bạn nhá. Kia kìa, cái dây của nó kìa. Đấy, gốc dây bắc kích đấy. Mình sẽ quay lại gốc cho các bạn xem luôn. Đây nha các bạn nhá. Gốc của nó đây này, gốc dây bắc kích đây này. Những từ những cái dây này ra là bắt đầu nó ra củ ở bên dưới đất nhá các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều tia luôn. Ở đây là có tận hai gốc. Đây một gốc này. Và ở bên đây cũng là một gốc này. Đây là hai gốc ba kích đây này. Đấy. Nhà mình là nhiều loại thuốc lắm, bố mình trồng rất là nhiều. Các bạn cũng nhận ra đây là cây gì không ạ? Cái này cứ ai làm nghề thuốc nam thì chắc là sẽ hiểu. Còn cái cây ở cạnh này có chùm quả đỏ đỏ, cái là cây mẫu đơn đấy các bạn. Nó cũng làm thuốc. Mỗi cây nó có một vị thuốc riêng khác nhau. Mình cũng chưa học được nghề thuốc. Nhưng mà ai cần lấy thuốc thì cứ liên hệ cho mình nhá. Đây này, quả mẫu đơn này. Quả mẫu đơn nó chín rồi này. Đấy. Cái này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn các bạn ạ. Đây này các bạn này.
Đây đều là những cây thuốc cả nhé các bạn nhé. Đấy. Cây hoa vàng vàng ấy cũng là cây thuốc đấy các bạn. Và ở dưới phía dưới nền đất này cũng là cây thuốc này các bạn. Đây này, dưới nền này cũng là cây ở đây mình gọi là cây bố mình gọi là cây củ cải nước gì đấy, mình không biết nhưng mà nó có hoa này. Đây nó ra hoa. Hoa của nó như thế này. Cây này thường thường nó mọc ở các khe suối, các sông các bạn ạ. Sông và khe suối nhá. Còn đây là cây đậu tiều đây các bạn nha mọi người nha. Những cây này vừa làm cảnh đẹp và lại vừa làm thuốc được nhé các bạn nhé. Làm thuốc khi cần nhé. Nghề thuốc của bố mình là nghề thuốc cổ truyền nhé các bạn nhé. Xung quanh thì ai cũng biết đến. Và có nhiều người từ xa, từ trong Bình Dương, Lâm Đồng các thứ vẫn cứ gọi điện cho bố mình. Thì nhiều lúc mình thường thường gửi thuốc qua bưu điện cho người ta các bạn ạ. Bởi vì nhiều người, nhiều nơi người ta lấy khỏi, người ta tự giới thiệu cho nhau thôi. Chứ còn nhà mình là không có quảng cáo biết gì cả các bạn ạ. Hôm nay tiện đây thì mình sẽ quay cho các bạn biết. Cái gì đây? Tôm. Tôm bóc hay gì nữa? Thịt, cá. À thế tôm xào đậu đũa à? Mẹ. Thịt lùa. Cá gì? Đây, đây là bố mình nha các bạn nha. Bố đi đâu về đấy? Bố đâu về à? Đi sang bên nhà mình mà. Đi về sang đây rồi. Cái quả thuốc này bây giờ mấy hôm mưa mốc hết rồi. Cái này nó vất đi thôi. Cái này nó mốc hết rồi, vất đi thôi. Mấy hôm nay mưa to, không có nắng phơi. Đây em đổ vất đi. Cái này mất nhiều công đi lấy lắm đấy. Mất nhiều công đi lấy mà giờ nó mốc hết, không có nắng phơi. Bố định lấy dao làm gì á? Đi lấy gì chứ? Anh em mọi người nha, vậy là cây thuốc rất là tốt nha. Này các bạn ạ, bố mình làm được rất nhiều loại thuốc. Có các bạn có nhu cầu cần đến thuốc thì cứ liên hệ với mình nha. Link Facebook và số điện thoại mình sẽ để ở dưới phần mô tả các bạn ạ. Như thuốc gan, thuốc thận, sỏi mật, dạ dày, gan nhiễm mỡ men gan cao, gọi là nhiều loại thuốc lắm. Có cả thuốc ngâm rượu uống để đỡ đau lưng, các thứ có nhiều lắm. Bạn nào mà có nhu cầu cần lấy thuốc gì thì cứ liên hệ cho mình sẽ để lại số điện thoại và Facebook ở dưới phần mô tả video nhé các bạn nhé. Đây này, các bạn có biết bố mình quay lại cái chỗ này để làm gì không? Chỗ này là để khi mà thái thuốc ra ấy, cho thuốc vào trong này phơi thì chắn không cho gà nó vào nó phá đấy các bạn ạ. Đây là thuốc đã thái ra và phơi khô ở đây nhé các bạn nhé. Nó là rất nhiều các loại thảo dược đây. Bên dưới này cũng có này. Rất là nhiều. Ở trong này cũng là thuốc luôn. Đấy. Các bạn nhìn đây, đây chắc thì ai cũng nhận ra đây là quả dứa rừng rồi đúng không? Đây này. Đây. Thuốc sẽ thái ra và phơi khô này. Phơi khô bằng nắng nha các bạn nhé. Chứ không phải là sấy nhá. Đây. Cây này trước con lấy hạt về bảo ươm mà không biết để mất đi đâu à. Cũng làm quên mất ở đâu không nhớ. Cái mồm mà cái bị nát của cái môi cái gì này này. Lấy cái nhựa nó khẩu lấy cái nhựa của nó này, bôi cái này khỏi ngay. Tao chưa ngâm qua mà hôm mấy cái ông ấy mình làm nó chưa nó cứ lại nó mấy
mâm rượu nó chết. Đây này các bạn này, như cái cây này thì người ta trồng làm cảnh thôi, nhưng mà như với bố mình thì làm nó có thuốc hết đấy các bạn ạ, chứ không phải là trồng làm cảnh chơi đâu. Này, gốc nó rất to, trồng rất là lâu năm rồi nhá các bạn nhé. Cao vút, đây là chặt đi chặt lại rất nhiều lần rồi đấy, mà nó vẫn cứ lên cao. Cây ngũ gia bì thì chắc là ai cũng biết rồi. Ở đây người ta gọi là cây chân chim đá. Còn đây là đồng ruộng lúa quê mình nè. Hôm nay ông Cường mấy cậu Mùi mấy cậu Tuấn Anh ở đây ăn cơm với ông bà cụ với Chi, có để ăn cơm với ông bà cụ không? Đi về đâu ăn cơm? Về nhà ông ngoại á? Ở đây ăn cơm nhờ? Mấy ông mấy cậu Mùi mấy cậu Tuấn Anh nhá này, ăn cơm với ông bà cụ. Rán cá à? Nội sợ không chín à? Đây là cá vược nha. Cá vược của ngoài nha. Lửa to quá. Hành khô, tỏi khô. Đây là rau sống, hành. Hồi nãy là rán cá vược, giờ là rán cá rô nhá. Rán cá rô để tí nữa cho vào sốt cà chua. Ăn hai loại cá. Giờ là còn món tôm xào đậu đũa nữa là xong rồi phải không? Tôm xào là xong. Xin mời mọi người ăn cơm cùng với gia đình nhà mình nhá. Hôm nay ông bà nội có hai thằng cháu trai về đây ăn cơm làm hơi nhiều món ăn đấy. Nhiều món. À, ông nội còn lấy cả rượu cho uống. Rượu thuốc đấy, rượu thuốc của ông nội ngâm đấy. Ngâm trên cây. Ngồi đến được. Ông Nam. À, mời cả nhà ăn cơm nhá. Uống rượu thuốc này chống đau lưng. Này cháu dài nấu ăn ngon. Tuấn Anh làm ca mấy? Ca 1 ra hả? Ca 1 uống 2 chén rồi nhá. Uống nhiều mà say không biết gì. Rượu thuốc mà nó uống mấy chén được gì? Đây, lấy quả sung để ăn với món thịt luộc nhá. Ăn cơm no rồi, dọn bát đi nhá. Chịu rồi. Chịu gì, ăn xong cơm rồi dọn bát đi, chứ còn cái gì nữa. Bây giờ có hai thằng cháu trai đi không? Hai thằng cháu trai dọn thì ai dọn? À, xin chào mọi người nhá. Bây giờ là mình sẽ trốn về đây để cho hai thằng cháu nó ở đây nó rửa bát. Bây giờ có hai thằng cháu rửa bát rồi mình sẽ đi về trước để mình tắm rửa, để cho hai thằng cháu nó rửa bát cho ông bà. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. À, có gì thì cứ liên hệ với mình sẽ để số điện thoại và Facebook của mình sẽ ở dưới phần mô tả của video nhé.
các bạn nhớ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.